Tôi nói với má bao nhiêu lần rồi, tôi cần có cái xe đi lại mà má lo cũng được làm sao má. Trời ơi Cường ơi, con nhìn trong cái nhà này còn cái gì để con bán không? Cái tivi hôm qua mày mang đi rồi, bây giờ tao còn cái gì bán đó mà mày nói bán. Cái chuyện đó không liên quan tới tôi, má là má của tôi thì má phải lo cho tôi chứ. Nè, má nữa má lớn tuổi, con là người nuôi má nè. Trời ơi tao khổ mày quá Cường ơi. Tao nói mày nghe này, mày nhìn hàng xóm á, bạn mày á, có đứa tuổi không bằng mày đâu, mà nó cũng lo cho gia đình nhà nó, cơm ấm, chăn êm ha. Còn mày đó, mày nhìn cái sức xác mày vậy, mày lo cho tao được cái gì? Tối ngày mày đã tiền không à? Má ngộ ghê luôn á. Đây nè, tuổi ăn tuổi chơi thì bây giờ chơi cho đã đi rồi nữa người ta làm. Bây giờ con hỏi má nè, chừng nào má mua xe? Tao không có tiền đâu mà tao mua được cái xe cho mày, mày nhìn coi. Có một cái gì bán được đâu mà mua hả? Thời buổi người ta 4.0 người ta chạy xe hơi hết rồi. Má bắt con chạy chiếc xe cà tàng, mặt mũi là con nhìn người ta. Trời ơi tao cũng hết cách với mày rồi đó. Bây giờ không mua bỏ nhà đi đó. Này, thôi được rồi, má mua. Đừng bỏ má đi nữa. Đó, vậy chứ. Thôi bây giờ con đi chơi, chiều con về. Mà má cho con hay trước là chừng nào mua xe để con sắp lịch con về với má ha. Chừng nào? Chiều mai. Đó, vậy mới là má của con chứ. Thôi con đi chơi nha. Chiều con về á. Vơi, đi đâu ạ? Lại đây. Bà tính trốn hả? Bà thiếu tiền tôi cả tháng trời rồi. Tôi qua nhà không thấy bà định trốn hả? Tôi đâu có trốn đâu cậu. Tại vì mấy bữa nay á, tôi lo đi làm ăn để đủ tiền trả cho cậu mà nằm hoài tới giờ cũng chưa đủ nữa. Không đủ là sao? Bà định tới khi nào hả? Hả? Bà định trốn đúng không? Bây giờ tiền đâu? Ê! Anh làm gì động tay động chân với người lớn tuổi giữa đường vậy? Mày là thằng nào xía vô chuyện của tao? Bả thiếu tiền tao, tao đòi thôi. Tôi không cần biết chuyện gì, nhưng mà anh hành hung người lớn tuổi vậy là không có được. Tính ơi, cái chuyện gia đình nhà cô á, con đừng có xía vô mệt lắm á. Nhưng mà cô ơi, nhưng mà cái gì? Mày nghe bả nói không? Bả thiếu tiền tao thì tao đòi thôi. Bà nữa, chiều nay tôi qua tới nhà bà mà bà không trả tiền cho tôi thì bà biết rồi đó. Còn mày, bớt xíu chuyện người khác đi. Anh đi mày. Ủa cô Thơm, chuyện gì vậy cô Thơm? Chuyện riêng gia đình cô mà, ba cái vụ nợ nần nhỏ nhỏ mà. Mà thôi cô đi nha, con không muộn giờ rồi. Ủa má, sao má ngồi đây? Má hứa mua xe cho tôi, giờ má ngồi đây làm gì vậy? Trời ơi, Cường ơi, mày đừng làm những cái chuyện đó nữa đi. Mày làm khổ tao như vậy chưa đủ hả? Mày gây ra cái lỡ từ năm nọ tháng kia tới ngày này tao chưa trả hết đây nè. Mày có biết không, chủ nợ xã hội đen nó tới nhà nó đánh tao nè. Rồi nó đòi xiết cái nhà đó, mày đã hài lòng chưa? Mày làm khổ tao hoài vậy. Cái chuyện đó tôi không có quan tâm. Tôi quan tâm là má hứa mua xe cho tôi nè. Bây giờ má tính sao? Tao bất lực với mày rồi Cường ơi. Ông Cường gần 30 tuổi rồi, đối xử với mẹ mình kỳ ta. Thôi được rồi, bây giờ bà không lo cho tôi đúng không? Tôi tự lo. Nhưng mà tôi nói cho má nghe nè, lỡ mà giang hồ nó có giết hai má con mình á thì má đừng có trách tôi ha. Cường, Cường ơi. Ê, cô Thơm ơi, cô có sao không cô Thơm? Tính ơi, cô buồn quá, cô bất lực với thằng con cô. Cô muốn bỏ xứ này để cô đi nơi khác nè. Thôi, cô bình tĩnh đi. Chuyện gì mình cũng có cách giải quyết mà. Cô mệt mỏi lắm rồi. Không sao cô nha. Nè bà già, bà đứng cúi cái đầu vậy cho tôi nha. Mày là ai mà bắt má tao cúi đầu trước mặt mày hả? Tao lại thì không quan trọng, quan trọng là bà già mày dám liều vô nhà tao để ăn cắp chiếc xe hơi. Cái gì vậy má? Thì má thấy cái xe đẹp á, má mang về cho con này kìa. Tôi kêu má là đi mua xe cho tôi chứ tôi không hề kêu má đi ăn trộm luôn á. Thì má mua rồi đó, mang về cho con đó. Bây giờ má mua mắc gì má đứng cúi đầu, đứng ngẩng đầu lên. Dạ nè cậu,
Má tôi bả lỡ dại bả ăn trộm xe nhưng mà bất thành. Thôi bây giờ cậu tha lỗi cho bả được không? Ăn trộm không thành. Đúng rồi. Bỏ qua. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ, cảm ơn cậu. Chuyện bỏ qua được. Nhưng mà xui cho anh á là bả đã bán mạng cho tôi để đổi cái xe hơi rồi. Cho nên là việc bả đứng, bả quỳ hay bả ngồi là chuyện của tôi. Cái gì bán mạng vậy má? Cường à, sau này nếu như không cùng má, tự con chăm sóc bản thân con nha. Dặn dò như đó đủ rồi. Đi đâu? Mày đưa má tao đi đâu? Vậy mày muốn má mày làm gì nữa Cường? Mày mới vừa lòng. Mày xem má mày ngần này tuổi rồi, già rồi, làm gì ra tiền. Tối ngày mày về mày bắt đưa tiền mua cái này mua cái khác. Mày đã vừa lòng chưa? Anh Cường, thấy anh 30 tuổi hơn rồi, nghĩ là anh trưởng thành. Nhưng mà không ngờ anh còn thương một đứa trẻ trâu nữa. Thôi, nó nhiều nó mất hay. Đi bà già. Tôi không cần xe nữa. Tôi chỉ cần má tôi thôi à. Anh chắc không? Tôi chắc. Vậy tại sao trong suốt thời gian qua anh chưa bao giờ quan tâm mẹ mình? Lúc nào cũng đua đòi với bạn bè, ăn chơi chát tán. Có bao giờ anh nghĩ tới mẹ mình chưa? Bạn bè có nuôi anh ngày nào không? Hay mẹ anh còng lưng nuôi cho anh khôn lớn, rồi anh đối xử với mẹ anh một cách vô tâm như vậy anh Cường? Tôi cái gì? Hy vọng là sau chuyện này á, anh trưởng thành hơn nha anh Cường. Bớt ăn chơi lêu lỏng, thưởng cô Thơm hơn nghe em cái. Ủa vậy là sao? Tính hả? Nó đó anh. Là sao má? Cô cảm ơn Tính nha, đã dựng lên vở kịch này á, để cho ông Cường đi hiểu nha. Dạ, có gì đâu cô. Xin lỗi anh. Tại vì cô Thơm nhỏ quá nên em mới dựng lên màn kịch này cho anh hiểu rằng đó là chỉ có mẹ mới là người thương mình thôi. Hy vọng là sau chuyện này á, anh thương má nhiều hơn, lo cho cô nhiều hơn. Hên cho anh là gặp em á, em là Tính shipper. Mà với Tính shipper thì không có gì là khó. Còn bây giờ em đi, trả xe hơi cho người ta.